Hơn 200 căn nhà bị thiêu rụi trong hai vụ hỏa hoạn tại miền Miến Điện. Tin từ Mandalay, hơn 200 căn nhà đã bị thiêu rụi trong hai vụ hỏa hoạn vào sáng hôm nay tại thành phố lớn thứ hai Miến Điện Mandalay, nằm cách thành phố Yangon 658 cây số. Các căn nhà này hầu hết được xây bằng gỗ và tre, các viên chức cho biết một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương và phải mất 3 giờ đồng hồ mới có thể dập tắt được. Còn vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra vào lúc 5 giờ 45 phút theo giờ địa phương và được dập tắt trong vòng 30 phút. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hai vụ hỏa hoạn này. Một viên chức của sở cứu hỏa tại Madeleine cho biết một cuộc điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn đã được thực hiện. Nhưng nhà chức trách nói rằng họ không nghi ngờ đây là các vụ đốt phá. Cho tới nay, chưa có báo cáo thương vong nào. Bạo lực giáo phái gần đây giữa người Phật giáo và Hồi giáo tại miền Trung của Miến Điện đã cướp đi mạng sống của 43 người trong tháng trước.